Được không? Bao tiền một giờ ạ cô? Cô trả như giờ? 120 một giờ đúng không ạ? 120. Ừ, được. Được, ừ, được hết. Ok, chốt luôn. Một ngày 2 tiếng, một tuần 5 ngày. Nó đã chậm chậm nghe gì cũng không kịp, không kịp. Từng sáng đó chậm chậm, nghe không có được. 2 tiếng một ngày, một tuần 5 ngày. Vậy là một tháng được nhiêu tiền? Tao khỏi đi, nhiều tiền à? Được rồi, he. Có một điều kiện bắt buộc nữa là lúc nào tay chân quần áo cũng phải sạch sẽ cô nhớ. Cỡ này được chưa? Nhưng mà sạch sẽ có thêm tiền không? Cô thấy sao? Dặn cũng nhanh mà đúng không? Nhanh xong làm đi, mướn người ta chỉ cho tốn tiền. Nếu mà có không lười ý, thì làm sao mà cô có cơ hội để hành nghề? Tôi sẽ quất làm gì có cơ hội cô. Có một cái miệng tép lặng tép lỗ chữ nha. Cái nết thì không có dừa đâu. Trời ơi, nhà cửa gì? Ờ, cô ơi, hình như cái nhà này là đàn ông sống độc thân hả cô? Nhà này là của bạn trai con thuê. Con và anh ấy cũng yêu nhau được hơn một năm rồi. Hơn năm rồi mà rồi có đưa cô về quê ra mắt không? Dạ chưa, anh ấy nói mẹ anh ấy khó lắm nên chưa dám dẫn con về. Khó là khó làm sao? Thì anh ấy ví mẹ anh ấy giống bà chắn lửa, đúng kiểu bà mẹ chồng khó tính. Vậy? Làm sao mà cô phải giật mình vậy? Ôi trời, già cá rồi, nó rớt chút xíu. Để con kể tiếp cho mà nghe. Anh ấy nói với con là con còn phải vượt qua vòng sát hạch của anh ấy mới dám dẫn con về nhà gặp mẹ. Sát hạch? Sát hạch là sát hạch sao? Vòng sát hạch ý. Là sát hạch sao tôi không có hiểu. Trời ơi, là con gái, việc đầu tiên đi lấy chồng là phải làm gì? Thì phải làm dâu. Chắc từ trước đến giờ cô chưa làm dâu nên cô không biết đúng không? Ôi, tôi xấu quá, ai lấy đâu làm dâu không biết nữa. Con cũng nghĩ vậy. Để con nói cho cô nghe. Con gái thời nay thì phải đẹp. Đẹp là sẽ có quyền. Bây giờ chỉ cần bỏ một chút tiền ra thuê người giúp việc. Thời gian còn lại thì mình sẽ làm đẹp. Đẹp để cho chồng yêu thương mình hơn và có động lực kiếm tiền nhiều hơn để giữ một người vợ đẹp như thế này. nghe cô nói cái tôi hình dung mấy cái cô gái đó cái như là cái bình bông di động mà đi tới đi lui trong nhà rồi chui vô phòng. Ôi chứ cái kinh nghiệm của tôi, cái tuổi của tôi sống tôi biết. Đàn ông quá vậy, họ thích đàn bà là phải là đảm đang thương chồng thương con đó. Mà muốn như vậy, muốn giữ chân đàn ông là phải có những cái đức tính đó. Yeah. Cô nói hay lắm, cứ như cô lấy chồng ấy. Nói chơi vậy thôi chứ tôi tới hai ông đó nha. Hai ông liền? Cô đùa con không đấy? Còn một ông đã nín thở rồi đây này. Tôi một ông lớn, một ông nhỏ. Tôi làm vợ của ông lớn rồi làm mẹ của ông nhỏ luôn. Thêm 15 năm làm dâu, xuất sắc. 15 năm? Ừ. Con thì nghĩ con làm vợ là ok. Còn cái chuyện làm dâu con học hoài không được á. Nhưng mà rồi cô có muốn làm dâu nhà cái anh Tuấn gì đó không? Con muốn chứ. Nhưng mà con ngại bà mẹ chồng quá, không biết tính sao bây giờ. Bây giờ tôi hỏi nha, cô muốn tôi dạy làm dâu cho không? Hả? Nhưng mà cô ơi, tôi thấy cô cũng đẹp chứ, rồi sao rồi ở nhà bộ rồi ba má cô không dạy sao mà để ngắn làm dâu? Làm gì có ba má đâu. Hả? Mở mắt ra thì trong trại mồ côi rồi. Oh.
thôi, sạch sẽ mát mẻ tôi về ha. Cô định không lấy lương à? Ý quên. 2 tiếng 120 ngàn nha. Con gửi. Không phải là 2 tiếng 120 ngàn mà là 120 ngàn một tiếng. Cô làm ăn như vậy lỗ chết. Quên. Tôi đi nha. Dạ.